Ui da, nặng quá. La 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 la. Nhìn kìa. Ôi trời, rơi hết đồ rồi. Hả? Tặng em này. Mình đi thôi em. À, đúng rồi. Nhận không? Tặng em này. Cảm ơn. Đi nào. Các người có vẻ hạnh phúc quá nhỉ. Cứ cười đi khi còn có thể. Hả? Joker, để anh. Biệt đội người nhện. Sự chung. Em chạy đi. Hey. Muốn đánh ta đâu vậy? Chết đây. Hắn đã mạnh quá. Ông chủ, bọn tôi đánh không lại hắn. Ngươi lên cho ta. Lại đây nào. Hey, yeah. Mau giữ lấy hắn. Yeah. 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 Quỳ xuống. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc rồi. Uống đi nào, nhện đỏ. À, các người đã cho ta uống thứ gì vậy? Khó chịu quá. Sau tiếng hét dữ dội, nhện đỏ liền biến thành Venom, một tên vô cùng xấu xa. Vậy là kế hoạch của ta đã thành công rồi. Tốt lắm. Ôi không, mình phải tìm cách cứu nhện đỏ mới được. Chết đây. Đánh giỏi lắm. Xử cô ta cho ta. Hãy đưa cô ta đi. Ôi không, vỡ rồi. Có thế mà cũng làm vỡ được. Hả? Gì vậy nhỉ? Báo động khẩn cấp. Có chuyện gì thế nhện xanh? Đi nào. Nhận được tin nhắn báo động, nhện xanh và nhện đen liền lên đường đi tìm nhện đỏ và nhện hồng. Ôi không. Úi giời ạ. Vị trí ở đây cơ mà. Hả? Đi thôi. Có vẻ chúng ta gần đến nơi rồi. Ở đó có một tên bad guy đang canh giữ. Chuyện nhỏ, đi thôi. Trong lúc tên lính canh đang đứng giữ bên ngoài thì nhện xanh từ từ tiến lại gần, rồi trèo lên và bất ngờ tấn công tên bad guy từ phía sau. Đúng lúc chúng ta cũng cần phải có vũ khí. Vào trong thôi. Hả? Hey. Chết đây. Làm tốt lắm nhện đen. Lên trên thôi. Chúng đồng quá. Cẩn thận đó nhện xanh. Có kẻ đột nhập. Cậu ổn chứ? Tớ ổn. im lặng. Nào, giờ thì đến lượt ngươi. Uống đi. Không, không. Dừng tay lại. Biệt đổi người nhện. Thả Vĩnh Hồng ra. Các ngươi nghĩ ta sợ các ngươi sao? Venom, lên nào. Đã xong, ông chủ. Nhìn đi, cô ổn chứ? Tớ ổn. Các ngươi đều phải chết. Bỏ tớ ra. Thấy sản phẩm mới của ta thế nào? Nhìn xanh, nhìn đen. Venom, xử chúng đi. Tuân lệnh ông chủ. Cầu nguyện đi. Dừng lại. Tỉnh lại đi nhện đỏ. Đầu của ta. Đầu của ta đau quá. Ta không phải Venom. Ta là nhện đỏ. Nhện xanh, nhện đen, mau dậy đi nào. Để bọn anh cởi trói cho em. Yeah, chúng ta an toàn rồi. Đến lúc về nhà thôi. Cướp, cướp. Giúp tôi với. Giúp tôi với. Đứng lại đó. Đợi tôi với. Mà đuổi theo. Đừng để hắn thoát. Mà đứng lại. Tên kia. Hey. Hey. Ngươi Đường Hồng thoát khỏi tay ta. Đến đây chính là không sao nữa rồi. Ở yên đó. Muốn chạy sao? Chạy nữa đi. Gì vậy chứ? Định bắt người trên địa bàn của ta sao? Các ngươi hơi coi thường Monahit bọn ta rồi đó. Ui không, là bọn Monahit sao? Mình nên làm gì bây giờ? Cái đó của em chứ. Làm ơn, hãy nghe máy đi mà, biệt đội người nhện. Alo, biệt đội người nhện, cứu chúng tôi. Cảnh sát, có vụ gì sao? Bọn Monahit xuất hiện rồi. Cứu chúng tôi với. Đuổi đây. Định gọi đồng bọn hay sao? Nhanh lên, chúng ta phải lên đường rồi. Biệt đội người nhện biến hình. Đi lối nào bây giờ? Hãy xem định vị GPS dành riêng cho cảnh sát nào. Ở đó. Chúng ta phải nhanh lên. Họ đang gặp nguy hiểm. Hey. Bám sát nhau nào các bạn. Nhìn đó, lúa này. Thôi đi nào. Qua cầu này là gần đến tụ điểm của bọn chúng rồi. Nhanh đó, nhanh lên. lúa đó. Đừng tích nhau xa quá. Bọn chúng kia rồi. Căn cứ của bọn chúng ở ngay đằng sau bụi cây này. Vậy chúng ta cứ theo kế hoạch hành động nhé. Hãy để tới bắt hắn. Ok, hắn là của bạn. Ở đây chán quá. À! Làm tốt lắm nhện đỏ. Cẩn thận đó. Hai cảnh sát kia rồi. Joker, hãy mau thả người ra. Hãy xử lý chúng đi. Lên nào, nhện trắng. Chết đi. Người tới số rồi. Bình tĩnh nào. Hãy mau thả họ ra, bọn ta sẽ xem xét. Làm tốt lắm. Các ngươi cười hơi sớm rồi đó. Ngươi sẽ phải trả giá cho hành động này. Khoan đã, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện mà. Nhìn đó, bắt hắn đi. Hai người hãy cởi trói giúp họ đi. Được. Ngươi nên giữ im lặng. Mọi lời nói lúc này sẽ là bằng chứng chống lại người trước tòa. Không, tha cho ta. Nhìn lại dưới chân đi. Khó độc. Mọi người bình tĩnh lại, mau lên. Tạm biệt nhé. Hả? Joker đâu rồi? Hắn này trốn thoát rồi. Ba, ngồi xuống đi. Anh có muốn ăn chút gì không? Có, tôi cảm ơn. Cũng may là cứu được họ rồi. Hello, bất ngờ chưa? Mau đưa tên nhện đỏ này về căn cứ theo lời của ông chủ đi. Con trai, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài chơi nha. Đi thôi nào. Nào, để bố bế con nhé. Được rồi, giờ thì mình tới công viên đằng kia nha. Nhện đỏ không hề biết rằng mọi hành động của hai bố con đều đã lọt vào tầm ngắm của bọn lính bad guy. Cẩn thận. Gia đình hạnh phúc quá nhỉ. Hôm nay nhất định phải bắt được nhện baby. Joker, chạy mau con. Nhện đỏ cùng con chạy trốn, nhưng chẳng được mấy bước liền đứng khựng lại vì toàn bộ xung quanh đều đã bị bao vây bởi băng đạn Joker. Bắt chúng. Chúng đồng quát. Phải làm sao bây giờ? Một tiếng hét vang lên, đồng loạt những tên bad guy cùng nhau lao đến tấn công nhện đỏ. Nhện đỏ cùng thân thể nhanh nhẹn tránh những đòn đó, rồi đáp trả lại, khiến từng tên bị đánh văng trở lại. Hi, dạ. Ba ơi, con sợ. Nhện baby trốn sau cây chứng kiến cảnh tượng trước mắt, vô cùng hoảng sợ, liên tục run rẩy gọi ba ơi. Một lũ vô dụng, người đi lên. Dân. Ngươi tới số rồi. đem tên nhóc này đi thôi. Sau khi bị đánh lén từ phía sau, Nhện Đỏ bị thương nặng ngã xuống đất, không còn sức chiến đấu. Chứng kiến cảnh bọn Joker bắt con mình đi trước mắt, Nhện Đỏ vô cùng tức giận nhưng không thể làm được gì, thậm chí còn bị tên Joker bồi thêm một phát ngất xỉu không biết gì nữa. Ba ơi cứu con! Đúng lúc này, bên trong cơ thể của Nhện Đỏ bắt đầu có sự biến đổi. Từng tế bào và neuron thần kinh liền như được nhân bản, khiến sức lực của Nhện Đỏ đột nhiên tăng giọt. Con trai! Mình phải đi cứu thằng bé. May quá. Thật may, người tốt sẽ luôn gặp may mắn. Nhện Đỏ nhìn thấy một chiếc xe bên đường, liền nhảy lên xe và phóng đuổi theo chiếc xe của bọn bad guy. Bọn chúng đi nhanh quá, không được để mất dấu chúng. Đây là đâu vậy? Sao bọn chúng lại đi hướng này chứ? Hàng vạn câu hỏi nổ ra trong đầu Nhện Đỏ. Trong quá trình bám theo chiếc xe của bọn bad guy, Nhện Đỏ vẫn đang cố suy đoán xem rốt cuộc tại sao chúng lại muốn con trai mình. Chúng dừng lại rồi. Phải nhân cơ hội này giải cứu bé Nhện thôi. Tới nào. Hey! Nhện Đỏ kìa. Nhện Đỏ mạnh mẽ lao về phía bad guy mà không một chút sợ sệt. Cậu bình tĩnh giải quyết từng tên một, sau đó tiến tới chiếc xe. Con trai! Sao lại trống không thế này chứ? Con trai ta đâu rồi? Tôi không biết. Tạm biệt nha. Vẫn còn một tên. Hắn đâu? Ngươi! Con trai của ta đâu rồi? Kia, ở đằng kia. Nhện Đỏ liền nhặt lấy vũ khí, nhảy lên xe, tiến về phía ngôi nhà tên bad guy chỉ. Là ai vậy? Hả? Có chuyện rồi. Sau khi xử xong hai tên canh cổng, Nhện Đỏ liền lập tức chạy vào sâu bên trong. Đường tới khu trung tâm căn cứ khá xa và vắng vẻ. Tuy nhiên thi thoảng vẫn có những tên lính canh đột ngột ẩn nấp từ đâu đó nhảy ra. Mình phải đổi vũ khí thôi. Càng tới gần trung tâm căn cứ, lính bad guy càng nhiều. Chúng xuất hiện theo từng đội một. Lúc này Nhện Đỏ cũng đã thấm mệt, nên chỉ một phút không cẩn thận liền bị bọn chúng tấn công tới tấp. Vẫn chưa hết sao? Chết đi! Cuối cùng Nhện Đỏ cũng tiến được vào bên trong căn cứ. Hi! Yeah! Gan ngươi cũng to đấy. Nhưng ngươi nghĩ đây là đâu chứ? Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Hi! Chết đi! May quá, chúng thực thiện chiến. Chúng giam bé Nhện ở đâu vậy? Mình cảm giác có gì đó. Hả? Rõ ràng vừa có gì đó đây mà. Không thể thua được. Nhện Đỏ, ngươi không thắng nổi chúng ta đâu. Chết này. Bé Nhện đang chờ mình, phải cố gắng lên. Nhện đỏ bị tấn công tới tấp, vết thương mới chồng lên vết thương cũ khiến nhện đỏ đã gần cạn sức lực. Sức mạnh cũng vì thế mà giảm đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc cậu đã bị đánh cho ngất xỉu. Trong những hơi thở cuối cùng, hình ảnh về con trai liền ùa về trước mắt nhện đỏ. Ba mua kem nè, con ăn đi. Con trai, kem dính lên miệng rồi kìa. Nhện Barbie là cậu con trai duy nhất nên được nhện đỏ vô cùng yêu thương và chiều chuộng. Nhện đỏ vẫn luôn mong muốn và đặt hy vọng rất nhiều lên cậu con trai bé bỏng của mình. Không kẻ nào được phép làm hại con trai ta. Tỉnh rồi sao? Được lắm. Yeah! Hả? Hắn đâu rồi? Yeah! Nghĩ về con trai như một nguồn năng lực khiến nhện đỏ nhanh nhẹn và mạnh hơn rất nhiều. Ngươi, tại sao ngươi? Đừng hại ta, đừng hại ta. Dừng lại. Con trai ngươi đây. Ba ơi, cứu con. Con trai, thả thằng bé ra, ta sẽ thả hắn. Thả nó ra, làm đi. Con trai của bố, cuối cùng bố cũng cứu được con rồi. Bố ơi, con nhớ bố lắm. Được rồi, ta hãy về thôi. Tức chết mất. Các người không được nói chuyện vừa nãy. Ông chủ, các ngươi làm việc như vậy sao? Bọn em xin lỗi. Không sao. Cảm ơn ông chủ. Ta không bao giờ nuôi những kẻ vô dụng. Xử lý hắn cho ổn thỏa đi. Ông chủ đi à? Ở tập này, biệt đội người nhện đã vô tình lạc vào thế giới khủng long đáng sợ. Vậy các siêu anh hùng của chúng ta sẽ thoát khỏi đây bằng cách nào? Các bạn cùng theo dõi nhé. Khủng long. Ôi mẹ ơi. Tiêu rồi. Mình bị nó phát hiện mất. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Chắc tôi chết. Phía trước có lối thoát kìa. Phải liều thôi. Giờ là nó không đuổi theo. Cái cậu nhìn đó, nó đuổi tới đây rồi. Mau chạy thôi. Ui da, đau quá. Mau lên. Nhưng mà chân tớ đau quá. Nó tới rồi. Im lặng nào, nó thính lắm đó. Ôi không. Chạy vòng phía sau. Nhanh lên. Đáng sợ quá. Làm sao bây giờ? Nhưng cơ hội này, chạy mau. Nhanh lên, nhanh lên. Mau trốn vào. Nó đó. Sao mà chúng ta đi đâu nó cũng bám theo được vậy trời. Đừng lại đi. Nó đi rồi. May quá, nó không phát hiện ra mình. Nhện Hồng ơi, khẽ thôi. Các cậu, Nhện Hồng, thật mừng vì cậu cũng bình an. Con khủng long chắc chắn vẫn chưa đi xa đâu, nên chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhanh lên. Ôi thần linh ơi, đây là nơi quái quỷ gì thế này? Khủng long bay! Stop! Các cậu có nghe thấy tiếng gì không? Có. Nó đang tới gần đây. À, khủng long bạo chúa! Ui da! Nhện Hồng, mau đứng dậy nào. Cậu không sao chứ? Cẩn thận. Không. Tất cả là lỗi tại mình. Không thể nào. Chết tiệt. Nguy hiểm quá. Nhện Hồng, chạy thôi. Là con hôi đấy. Phía này. Không kịp nữa rồi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Đừng sợ. Ôi à. Nhìn đó, đứng dậy mau. Chân tôi bị trật rồi. Cậu chạy đi. Không được. Ui da. Chết tiệt thật. Chẳng lẽ mình phải bỏ mạng ở đây sao? Dừng lại. Hả? Nhìn đó, tránh ra. Cậu không sao chứ? Nó ổn. Nhìn đó. Ta hãy mau đi thôi. Đi nào. Được. Đứng lại. Ngươi. Nhìn đó. Đỡ này. Ba tiếng trước. Ôi da, đói bụng quá. Tiền, nhiều tiền quá. Ôi, sao lại có nhiều tiền như thế này chứ? Đúng là ông trời giúp mình mà. Xin chào. Tôi Tiền đấy, đừng làm hại tôi. Không. Nó là phần quà dành cho ngươi. Thật sao? Với điều kiện ngươi phải làm cho ta một việc. Không. Không, không. Tôi không thể. Không thể sao? Các người muốn làm gì? Nhìn đó, nhìn kìa. Này anh bạn, tỉnh lại mau đi. Giúp tớ cho anh ấy uống chút nước. Đứng lên nào. Cậu ổn chứ? Tôi ổn. Cảm ơn biệt đội người nhện. Hey, cẩn thận, để chúng tôi đưa cậu về nhà. Đi nào. Xin chào những người bạn cũ. Các ngươi muốn đi đâu? Hôm nay sẽ là ngày giỗ của các ngươi. Bỏ ra, tôi không liên quan. Ơ, chuyện này là sao? Không ai được sống sót ra khỏi đây. Đồ ngu ngốc. Dạ. Hey, dạ. Ngươi đứng im, không được cử động. Nhìn đó. Dạ. Tự lo cho bản thân mình trước đi. Dạ. Ngươi sẽ tiếp theo. Không. Nhìn đen. Đây là đâu? Cậu tỉnh rồi sao? Nhìn đi. Mau tìm cách cắt đứt dây trói này đi. Hả? Có tiếng bước chân người tới. Các ngươi tỉnh rồi sao? Dạ không. Kỳ lạ lắm đúng không? Bất ngờ chưa bà già? Nhện không? Sao em tìm được bọn anh vậy? Thì là... Nhện đỏ, nhện đen. Nhện đỏ, nhện đen. Hả? Để tôi giúp cậu. Biệt đội người nhện đang gặp nguy hiểm. Xin lỗi, tôi rất xin lỗi. Không sao, tôi đi đây. Để xem tình hình nào. Mọi người qua đi. Mình cải trang thế này sẽ không có ai phát hiện ra đâu. Em làm tốt lắm. Cẩn thận. Tấn công đi. Không được để bọn chúng thoát. Chúng tấn công rác quá. Cẩn thận. Các ngươi không thể thoát được đâu. Phải nghĩ cách thôi. Nào đưa đây. Ngươi đỡ này. Các ngươi phải trả giá cho hành động của mình. Nhện không? Hey. Đã xong. Yeah. Chúng ta về nhà thôi. Nhanh nào.